Bảo kê chợ Long Biên, từ Hưng Kính đến băng nhóm mới đều phải xa lưới. Quý vị thân mến, một băng nhóm giang hồ 7 tên chuyên cưỡng đoạt tài sản của tiểu thương chợ Long Biên vừa bị bắt, thông tin từ Công an thành phố Hà Nội. Công an xác định trung bình mỗi ngày, nhóm đối tượng thu từ 10 đến 30 triệu đồng, hàng tháng thu từ 400 đến 500 triệu đồng, tương đương khoảng 5 đến 6 tỷ đồng mỗi năm từ các tiểu thương chợ Long Biên, phường Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội. Băng nhóm giang hồ này tự cho mình quyền bảo kê tại khu vực này, ai muốn làm ăn phải qua sự kiểm soát của bọn chúng. 28 bị hại là các tiểu thương, người lái xe chở hàng đến khu vực chợ Long Biên, họ sẽ phải liên hệ với nhóm đối tượng mà mất tiền để xin chỗ ngồi bán hàng. Chợ Long Biên không phải là của riêng các băng nhóm giang hồ, nhưng họ biến thành giang sơn, kiểm soát tiểu thương và các lái xe vận chuyển hàng hóa, bắt phải nộp tiền mới được làm ăn. Những người lao động lương thiện sợ hãi các băng nhóm giang hồ bảo kê chợ phải nộp tiền để yên thân. Hành vi của bọn chúng là chấn lột, cưỡng đoạt tài sản. Trước đây, băng nhóm Nguyễn Kim Hưng, tức Hưng Kính, làm mưa làm gió ở chợ Long Biên, không coi ai ra gì. Tiểu thương ở đây không dám hó hé vì Hưng Kính là trùm có đàn em dữ dằn và có quan hệ mạnh. Không quan hệ mạnh sao dám ngang nhiên bảo kê ở chợ Long Biên nhiều năm. Nhưng bọn chúng đã nhầm to. Năm 2019, Hưng Kính cùng với 4 bị can khác trong vụ bảo kê chợ Long Biên bị truy tố về tội cưỡng đoạt tài sản theo quy định tại khoản 1, điều 170 Bộ luật hình sự năm 2015. Sau Hưng Kính, tưởng rằng các băng nhóm giang hồ không dám hoạt động bảo kê ở chợ Long Biên, nhưng không, tội ác rất khó diệt trừ, băng nhóm mới xuất hiện tiếp tục ăn hiếp người lao động, bà con buôn bán làm ăn lương thiện. Băng nhóm này đã bị bắt, cơ quan điều tra sẽ làm rõ hành vi vi phạm và xử lý theo pháp luật. Tuy nhiên cũng phải làm rõ trách nhiệm của ban quản lý chợ Long Biên, công an phường tại sao trong thời gian dài để cho băng nhóm này hoạt động cưỡng đoạt tài sản của bà con tiểu thương. Nếu như ngăn chặn ngay từ đầu thì bà con không bị cưỡng đoạt tài sản nhiều như vậy. Từ các vụ bảo kê cưỡng đoạt tài sản ở chợ Long Biên có thể mở rộng đến các chợ khác sẽ phanh ra nhiều băng nhóm bảo kê tương tự. Bà con tiểu thương ở các chợ bị các băng nhóm giang hồ bảo kê cưỡng đoạt tài sản nên mạnh dạn tố cáo với các cơ quan chức năng. Cẩn trọng trộm cắp móc túi trong bệnh viện. Cơ quan Công an thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân tới các bệnh viện trong thời điểm này cần đặc biệt đề phòng tội phạm trộm cắp móc túi. Hình ảnh camera an ninh của một bệnh viện ghi lại được một nhóm đối tượng trộm cắp vừa là thân nhân của người bệnh trà trộn vào khu vực thu viện phí ăn trộm tiền. Nhiều người bệnh vẫn còn thói quen dùng tiền mặt khi thanh toán viện phí, các đối tượng đã lợi dụng sơ hở này để trộm cắp. Cơ quan công an cũng khuyến cáo người nhà bệnh nhân không sử dụng thức ăn, nước uống của người lạ, chú ý gìn giữ tài sản cá nhân, đặc biệt là không nên mang theo nhiều tiền mặt, không đeo đồ trang sức có giá trị. Cơ quan công an cũng khuyến cáo các bệnh viện trang bị camera an ninh để có thể nhận dạng các đối tượng. Trước đó, Công an quận 5 vừa triệt phá một băng nhóm chuyên thực hiện hành vi trộm cắp tài sản tại các bệnh viện trên địa bàn. Theo đó, khoảng cuối năm 2023, Công an quận 5 nhận được thông tin về một nhóm người chuyên thực hiện hành vi trộm cắp tại các bệnh viện. Dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh, Công an quận 5 đã xác lập chuyên án để tập trung triệt phá. Qua xác minh, ban chuyên án xác định nhóm trộm này bao gồm Nguyễn Thị Loan, 38 tuổi, Nguyễn Thị Phượng, 30 tuổi, cùng quê ở Kiên Giang, Nguyễn Minh Châu, 39 tuổi, sống chung như vợ chồng với Loan, và Nguyễn Nhật Bình, 29 tuổi, sống chung như vợ chồng với Phượng. Cảnh sát tập trung làm rõ phương thức hoạt động, đồng thời triển khai thu thập chứng cứ để tiến hành bắt giữ các nghi phạm. Tuy nhiên, các nghi phạm nhận thấy lực lượng đảm bảo an ninh trật tự tại các bệnh viện tăng cường tuần tra nên đã tạm ngưng hoạt động. Đến giữa tháng 12 năm 2023, ban chuyên án nhận thấy nhóm này bắt đầu có dấu hiệu hoạt động trở lại. Ngày 12 tháng 1, cùng với sự hỗ trợ của lực lượng bảo vệ bệnh viện Chợ Rẫy, Công an quận 5 đã bắt quả tang Nguyễn Thị Loan và Nguyễn Thị Phượng về hành vi trộm cắp tài sản, thu giữ tang vật là tài sản vừa bị hai đối tượng trộm cắp. Cùng lúc, một tổ công tác khác bắt giữ Nguyễn Minh Châu và Nguyễn Nhật Bình khi hai nghi phạm này đang ngồi chờ Loan, Phượng tại một quán nước gần bệnh viện. Theo cảnh sát, Loan là nghi phạm cầm đầu, hàng ngày nhóm này chở nhau đến các bệnh viện. Loan phân công Phượng cảnh giới để mình lợi dụng sơ hở của người dân khi đến khám bệnh, thăm bệnh, dàn cảnh va quẹt để trộm cắp tài sản rồi truyền tay nhau đem ra ngoài. Nếu như tài sản trộm cắp được là điện thoại, vàng, sẽ giao cho Châu và Bình đem bán lấy tiền chia nhau tiêu xài. Khám xét khẩn cấp nơi ở của các nghi phạm, công an thu giữ nhiều vật chứng liên quan đến vụ án. Công an thành phố Hồ Chí Minh đề nghị người dân khi đến các bệnh viện để khám bệnh, chữa bệnh, thăm bệnh, nuôi bệnh cần nâng cao cảnh giác, bảo vệ tài sản cá nhân, đồng thời đề nghị người dân là nạn nhân của nhóm người này liên hệ công an quận 5 để cung cấp thông tin và hỗ trợ điều tra. Nhiều doanh nghiệp liên quan đến Vạn Thịnh Phát bị xử phạt vì ém thông tin về trái phiếu.
Thưa quý vị, nhiều doanh nghiệp liên quan đến Vạn Thịnh Phát bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt hành chính do không công bố thông tin theo quy định của pháp luật. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố thông tin cho biết, đơn vị này đã ban hành các quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với hàng loạt các doanh nghiệp. Đáng chú ý trong số đó có nhiều doanh nghiệp liên quan đến tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Đầu tiên phải kể đến công ty cổ phần đầu tư và phát triển Sunny World ở số 193-203 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Doanh nghiệp này bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt 92,5 triệu đồng do không công bố thông tin các tài liệu, báo cáo tài chính bán niên năm 2023, báo cáo tài chính năm 2022, tình hình sử dụng số tiền từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên 2023, tình hình sử dụng số tiền từ phát hành trái phiếu được kiểm toán năm 2022, tình hình thanh toán gốc lãi trái phiếu bán niên năm 2023, tình hình thanh toán gốc lãi trái phiếu năm 2022, tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022. Ngoài ra, công ty còn gửi nội dung công bố thông tin không đúng thời hạn các tài liệu, báo cáo tài chính bán niên 2021, báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu bán niên năm 2021, tình hình thanh toán lãi gốc trái phiếu bán niên năm 2021, công bố thông tin về việc hoàn tất mua lại trái phiếu trước hạn đối với trái phiếu SNW 2018.10, báo cáo tài chính năm 2021, tình hình sử dụng số tiền từ phát hành trái phiếu năm 2021, tình hình thanh toán gốc lãi trái phiếu năm 2021. Doanh nghiệp tiếp theo liên quan đến Vạn Thịnh Phát bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt trong đợt này là công ty cổ phần xây dựng Kiến Hưng Thịnh, số 154 Đồng Văn Cống, phường Thạnh Mỹ Lợi, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Kiến Hưng Thịnh bị xử phạt 92,5 triệu đồng vì không công bố thông tin báo cáo, tình hình thanh toán gốc lãi trái phiếu năm 2022, báo cáo tài chính năm 2022, tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022, tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2022, tình hình thanh toán gốc lãi trái phiếu bán niên năm 2023, báo cáo tình hình thực hiện cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu bán niên năm 2023. Báo cáo tình hình sử dụng số tiền từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên 2023, báo cáo tài chính bán niên năm 2023. Doanh nghiệp này cũng không báo cáo về việc hoàn tất mua lại trái phiếu trước hạn đối với trái phiếu KHTCB 2223001 và trái phiếu KHTCB 2223002. Tiếp đến, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành quyết định số 59 QĐ XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với công ty cổ phần Worldwide Capital số 2 Nguyễn Thị Diệu, phường Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, số tiền 92,5 triệu đồng. Nguyên nhân là vì doanh nghiệp này không gửi nội dung công bố các tài liệu cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, bao gồm việc hoàn tất mua lại trái phiếu trước hạn đối với trái phiếu WWCCB 2223001 và trái phiếu WWCCB 2223002. Tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu được kiểm toán năm 2022, tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022 và bán niên năm 2023, báo cáo tài chính năm 2022, tình hình thanh toán lãi gốc trái phiếu năm 2022 và bán niên năm 2023, báo cáo tài chính bán niên năm 2023, tình hình sử dụng số tiền từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên 2023. Cũng với số tiền phạt như các doanh nghiệp trên, công ty cổ phần White Power bị xử phạt do không gửi nội dung công bố thông tin cho HNX đối với các tài liệu, báo cáo tài chính năm 2022. Tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu đã được kiểm toán năm 2022, tình hình thanh toán lãi gốc trái phiếu năm 2022, tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022, việc hoàn tất mua lại trái phiếu trước hạn đối với trái phiếu WWCCB 2122001. Ngoài ra, công ty còn gửi nội dung CBTT cho HNX không đúng thời hạn các tài liệu, báo cáo tài chính bán niên năm 2022. Tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu bán niên năm 2022, tình hình thanh toán gốc lãi trái phiếu bán niên năm 2022. Những thông tin vừa rồi đã khép lại thời lượng của tin nóng 24 giờ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp xin quý vị để lại tại phần bình luận. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.